chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn độ một cái bóng led xài điện 220 đã chết led hoàn toàn. Chúng ta độ bằng những cái con led trên những cái xe Honda để chúng ta tái sử dụng nha các bạn. Nó sáng hơn và nó bền hơn những cái con led 3V mà mắc nối tiếp nhiều con nha các bạn. Ở trong đây nó có một cái mạch điện nó gọn như thế này nè các bạn. Nó cho cái dải điện áp rất là rộng nha các bạn. Từ 200 cho đến 340V nha các bạn. Các bạn có thể dùng cái mạch này các bạn độ chế những cái thiết bị xài điện cao hoặc thấp đều được nha các bạn. Cái mức thấp nhất của nó là 30V. 30V trở lên nha các bạn. Bóng đèn hư chúng ta tháo ra cái mạch này chúng ta tận dụng nó rất là hữu ích nha các bạn. Cái tôi cắm điện cho tôi đo von cho các bạn xem cái von đỉnh của nó nha. Hai trăm mấy các bạn, tùy theo cái mạch nha. Có cái mạch nó ra khoảng 100 mấy thôi. Cái mạch này nó ra khoảng 200 tới 200 mấy. Các bạn chuẩn bị bốn cái bóng led của đèn xe Honda nó bị hư cái nguồn nha các bạn. Bốn con chúng ta cộng lại chúng ta đấu nối tiếp nha. 12 với 12 là 24. Và còn hai cái tim còn lại đấu nối tiếp nữa nó ra 24 nữa thì tổng cộng nó 48V nha các bạn. Miễn sao chúng ta dùng cái tải từ 30V đổ lên thì nó sẽ chạy được nha các bạn. Các bạn đấu nối tiếp với nhau. Âm vào dương và dương vào âm nối tiếp tới cái con led cuối cùng nha các bạn. Có những cái món đồ bỏ đi mà chúng ta biết tận dụng thì nó sẽ trở thành rất là hữu ích nha các bạn. Các bạn dùng cái dây đốt các bạn để giờ các bạn hơ nha. Hai chân còn lại chân dương thì ta đưa vào dương nha các bạn. Bên phía bên này âm thì ta sẽ đấu vào âm. Sử dụng hai cái dây co như các bạn sẽ bắt nó vào, sẽ bỏ nó vào chúng ta hơi lại tránh trường hợp nó chạm chập nha.
các bạn sẽ nhét nó xuống phía bên dưới. Phía sinh này chúng ta sẽ dùng cái keo để chúng ta cố định đó nha các bạn. Trường hợp này tôi làm để làm mẫu cho các bạn nha. Còn nếu mà đưa vô xài thì chúng ta nên kiếm ốc bắt cho nó nha các bạn. Bạn dán cho nó cố định vô đây. Cái led Honda đưa vào cái công suất nó sẽ lớn hơn và nó sẽ sáng hơn gấp 2-3 lần so với cái led mà ở trong cái bóng điện của nó nha các bạn. Thay vì khi led thư chúng ta bỏ thì chúng ta sẽ tận dụng để chúng ta xài lại bằng cái cách này. Giờ chúng ta thử nha các bạn. Rất là sáng luôn các bạn. Có bóng bên đây thì nó có cái màu hơi bị khác. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ sử dụng 4 bóng nha các bạn. 4 bóng cùng màu. Cái bóng này nó hơi vàng này. Lát nữa khi tôi quay clip xong tôi sẽ đổi lại một cái bóng sáng trắng như thế này, nhìn cho nó sáng nó đẹp hơn. Rất là ok các bạn. Cái thế này cỡ nào chúng ta cũng có thể sửa lại cái bóng này xài, không cần phải mua mới nha. Hiệu quả hơn và sáng hơn luôn các bạn, chỉ cần 4 tim led thôi. Video clip của tôi đến đây xin được tạm dừng. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.